các bạn đến với kênh Cuộc Sống Thôn Quê Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục quay cảnh lễ ốc bưu vàng đi đặt chấm nha các bạn. Vô mồi chấm nha các bạn. Đó là ốc bưu vàng các bạn, để ra rồi bỏ vô ống chấm nha các bạn. Để mình lấy luôn ruột nha các bạn, vừa bỏ vô ống chấm. Rồi giờ mình vô mồi ống chúm các bạn. Rồi mình vô mồi xong rồi các bạn, vô mồi chấm xong rồi các bạn, giờ mình ra giường đặt nha các bạn. Các bạn theo mình đi đặt nha các bạn.
ăn rồi nha các bạn, còn mấy cái nữa các bạn, còn 4 cái nữa. Rồi mình đi lại đây mình đọc cái nữa các bạn. Rồi, các bạn thấy này, là tạc gì các bạn. Rồi, các bạn thấy lúa lúa vụ ba của mình có màu đẹp không các bạn? Rồi các bạn ơi, các bạn thấy video hay hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.